Với căn nhà ngang 5 dài 21 m. Wow, căn nhà thiết kế sang trọng và hiện đại, mẫu mới và gần chợ Bình Chánh nhất. Ai cũng sẽ thích khoảng không gian bếp này, thoáng rộng, có quạt trần. Một căn phòng ngủ tiện ích với từng trẻ cho người thân lớn tuổi. Nhà mình có một cái khoảng sân sau, gió thổi vào nhà mát quá đi. Trước mắt cô chú và anh chị là dãy nhà của mình đây, có một căn duy nhất thôi nha. Còn cái căn này đã hoàn thiện ở bên công trình để xây để ở đó. Còn hôm nay Kim Thủy xin chào cái căn này. Thôi cô chú anh sẽ cặp kế bên căn nhà của mình là một dãy nhà rất là nhiều người dân ở nè. Đường ô tô đến nơi. Wow, cái dãy nhà của mình ha cô chú và anh chị đến. Khi mà mình đến xem cái căn nhà này á, mình ưng về cái vị trí lắm. Vì hướng từ chợ Bình Chánh vào đường Đinh Đức Thiện á, đến ngã tư Phước Lý ha, là đến căn nhà của mình rồi. Tiện ích xung quanh không thiếu gì hết. Có cống thoát nước đảm bảo không ngập nước nè. Đường thì rộng và với mẫu nhà mẫu mới nữa. Và xin chia sẻ với cô chú và anh chị, đây là ngôi nhà có pháp lý sổ hồng riêng, đã hoàn công đầy đủ nha. Nên pháp lý cô chú và anh chị đã khỏi lo rồi phải không ạ? Và với cái giá trị căn nhà hôm nay có mức giá giảm mới, Kim Thủy hôm nay xin cập nhật lại giá rẻ hơn trước rất là nhiều luôn. Lúc trước có xây những căn nhà kế bên kia, đã được cô chú và anh chị về ở rồi đó. Hàng xóm xung quanh cũng ở đông vui rồi. Cô chú và anh chị thấy cái mẫu mới hôm nay á, chắc chắn cô chú và anh chị đến xem đẹp từng chi tiết luôn. Mẫu nhà hướng Bắc à, ngang 5 dài 21 m, một trệt, một lầu, 4 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh luôn. Có một khoảng sân trước đậu chiếc xe ô tô luôn. Dàn cửa cổng này chắc chắn kiên cố. Và nơi ở của mình rất là bình yên nha. Cô chú và anh chị thấy không có xô bồ náo nhiệt gì hết. Nhưng mà chắc chắn cô chú và anh chị ở đây, khi mình ở lâu dài, mình sẽ cảm được cái khu vực nhà mình ở tiện ích như thế nào. Gần trường học, gần chợ và gần ủy ban luôn. Khoảng sân này rất là rộng, có thể đậu chiếc xe ô tô 7 chỗ luôn á. Và với nhà này là sổ hồng riêng, chắc chắn là bàn giao điện nước riêng cho mình rồi. Đó, khoảng sân được gạch sạch hết luôn. Trong nhà đại ốp vách nè, nó rất là sang, mẫu mới. Và dàn tủ trang trí nữa. Với căn nhà hôm nay đã giảm giá rồi. Cô chú và anh chị ơi, thường Kim Thủy chia sẻ nhà mới thì rất là nhiều đó. Và bên cạnh đó, Kim Thủy cập nhật lại những công trình nhà xây trước đó, giá nào giảm Kim Thủy sẽ cập nhật lại ngay cho chú và anh chị nắm được cái giá mới. Nên Kim Thủy với cách tư vấn rõ ràng, uy tín đặt lên hàng đầu của chú và anh chị làm việc với Kim Thủy, mình sẽ rất là yên tâm luôn. Và với căn nhà này, nhiều phòng ngủ cho nhiều thế hệ ở nè. Có phòng ngủ tiện ích với tầng trệt và cách thiết kế nhà mình như chính mình thiết kế xây dựng để ở vậy, kiên cố và chất lượng. Xây tường bóng riêng nên cô chú và anh chị yên tâm về chất lượng công trình. Đó, wow, từng cái dàn đèn trang trí lung linh, dàn tủ cầu thang nữa. Cô chú anh chị ơi, với căn nhà này á, mình chỉ cần dọn dẹp sơ đó thôi. Bên Kim Thủy sẽ hỗ trợ dọn cho mình nè, để mình có nhận một ngôi nhà như ý trọn vẹn nhất. Cầu thang đi lên an toàn và chắc chắn. Khoảng không gian bếp này mà mình để mũ gỗ bằng ăn á, lớn rộng cũng được luôn á. Vì với căn nhà mình ngang 5 dài 21 m, là một trong những diện tích mà quá rộng rồi. Full đất ở thổ cư lâu dài. Đó, với căn nhà mà cô chú và anh chị mình tìm, cô chú và anh chị lúc nào cũng muốn căn nhà đẹp nhất hết á, thì Kim Thủy thấy nhà xây sẵn đó, mỗi nhà mỗi vẻ. Nên á, cô chú và anh chị tìm nhà thì giá Kim Thủy cũng báo giá tổng trong từng video rồi đó. Nhà thì quay thực tế, review nhà nào sẽ chào cho cô chú và anh chị đúng nhà đó, chứ tuyệt đối không có dẫn căn khác, nên cô chú và anh chị yên tâm. Và với căn nhà này là ngay cái hướng mà chợ Bình Chánh vào á, vừa qua khu đô thị năm sau thôi, đến ngã tư Phước Lý là đến căn nhà của mình rồi. Rất là tiện ích luôn. Ngoài ra bên Kim Thủy còn những cái hướng như Đinh Đức Thiện nói dài đến khu công nghiệp Cầu Tràm á, đã có rất là nhiều nhà cho mình có nhiều sự lựa chọn. Cô chú và anh chị mình đăng ký kênh để mình theo dõi và cập nhật nhà mới thường xuyên. Và hôm nay căn nhà mình nó được cái giá tốt á, nên Kim Thủy rất là vui, nhanh chóng cho chú và anh chị một cái mức giá mà chắc chắn mình sở hữu trong tầm tay thôi. Chỉ cần trên dưới hơn 1,2 tỷ mình có một ngôi nhà trọn vẹn này rồi. Với khoảng không gian bếp, tủ bếp trên dưới rất là đẹp, bằng gỗ nè, chất liệu sáng bóng luôn. Mặt sau thì cũng có những cái dàn tủ trang trí nữa, nơi để tủ lạnh luôn. Quạt trần thì lưu thông gió mát mẻ. Nhà mình có thiết kế sân trước sân sau nha. Cô chú và anh chị đến ngôi nhà mình nó thoáng lắm. Nên thường thì cô chú và anh chị mình cần yêu cầu là phải có sân trước đậu ô tô, thì chắc chắn là phải đường ô tô rồi. Có sân sau mát mẻ, thêm nhiều tiện ích là nhiều phòng chẳng hạn, thì với căn nhà mình sẽ hội đủ những cái yếu tố mà cô chú và anh chị ưng nhất luôn. Phòng ngủ này bước vào, wow, quá rộng, để cho nhà mình mà nhiều thành viên mà như đỡ lên cầu thang khó khăn á đó. Thì với căn phòng này đó, mình ở được 2 thành viên, 3 thành viên luôn á. Cửa sổ thông gió nè. Và sân sau, wow, có thể thấy chỗ này cũng ực ớt bằng những chất liệu mới nè đó, và sang lắm. Wow, đứng khỏi sân sau này gió nè, mình có thể tận dụng phơi đồ, vì nơi để mình đặt chỗ này làm những cái khung sắt an toàn chắc chắn hết luôn, làm cho mình mới che phía sau rồi.
gạch thì đẹp nè. Và bước vào căn phòng vệ sinh này, những cái gam màu ớt cho căn phòng vệ sinh thì cũng lạ mắt nữa. Đầy đủ trang thiết bị cần thiết. Cô chú và anh chị ơi, trong video Kim Thủy có sơ sót gì, mong cô chú và anh chị cho Kim Thủy một lời bình ý kiến đóng góp nha. Với chi tiết Kim Thủy cũng chia sẻ rõ nè, cô chú và anh chị mình xem á, thì chủ yếu là coi cái giá tổng thấy phù hợp với tài chính của mình hay không, phải không ạ? Thì với căn nhà này á, thì cô thể thấy là bàn giao theo hiện trạng là nhà trống nha, nên cô chú mình thấy cái giá phù hợp với tài chính rồi, nhưng cô phải dư ra vốn làm ăn nữa, mua đất nữa. Nếu mình chưa đủ tài chính hả, cô chú và anh chị đến xem Kim Thủy sẽ tư vấn cho mình thủ tục ngân hàng như thế nào để làm việc với Kim Thủy là ngay từ đầu luôn, đã rõ ràng rồi. Nên bây giờ cứ xuông đến ngày công chứng thôi. Cô chú và anh chị mình thấy cái mẫu nhà này á, theo cái hướng mà Kim Thủy chia sẻ là hướng Đinh Đức Thiện đi vào đến ngã tư Phước Lý là đến á, đã thực tế là như vậy luôn. Kim Thủy sẽ đón cô chú và anh chị ở khu thì năm sau cũng được, ở ngã tư Phước Lý cũng được, để đến xem căn nhà hôm nay. Và các thiết kế nhà mình là một trệt một lầu, trên đó còn nhiều phòng ngủ nữa à. Đa phần trên lầu 1 là những căn phòng ngủ thôi, nhưng Kim Thủy vẫn đảm bảo cô chú và anh chị xem trong video là rõ ràng và chi tiết cụ thể. Bước lên lầu có cửa sổ làm căn nhà mình thoáng mát hơn. Căn phòng ngủ thứ hai, wow, trên trần nhà mình là trần nó phong thạch cao hết luôn, phòng nào cũng có cửa sổ hết. Nhà mình đến 3 phòng vệ sinh lận và đây là căn phòng vệ sinh riêng biệt nha. Căn phòng vệ sinh còn lại thì nằm trong phòng này nè, có cửa sổ thoáng mát nè. Và phòng vệ sinh thì cũng đầy đủ trang thiết bị cần thiết luôn á. Từng những cái viên gạch cũng như trang thiết bị của căn nhà mình á, chọn từng chi tiết cô chú và anh chị sẽ rất là yên tâm. Mặc dù nhà xây sẵn đó nhưng đảm bảo kiên cố và chất lượng cho mình nha. Và căn phòng ngủ cuối cùng hướng ra ban công trước nè. Thường thì Kim Thủy thấy cô chú và anh chị lấy căn phòng này để làm phòng thờ luôn á, vì thoáng mát đẹp nhất luôn. Xung quanh thì dân cư ở hiện hữu đông vui hết rồi. Đứng ở khoảng không gian phòng bếp này thật là mát quá đi. Nhờ cái sân sau nè, gió thổi vào nè, nhờ cái quạt trần trên đây nữa. Và với ngôi nhà hôm nay á, rộng lắm, ngang năm dài 21m nè, một trệt một lầu đến 4 phòng ngủ, 3 vệ sinh luôn. Có phòng ngủ tiện ích dưới tầng trệt nè. Và mặc dù nhà mình là bàn giao nhà trống thôi, nhưng mà cách thiết kế nội thất như là tủ bếp trên dưới nè, dàn tủ trang trí nè, cũng những cái ốp vách này thật sự làm cho ngôi nhà mình đẳng cấp hơn. Và bước vào ngôi nhà thấy mê rồi. Đã có kệ tủ tivi nữa kìa. Và mẫu nhà hướng Bắc à. Giá tổng căn nhà mình là 2 tỷ 900 triệu không phát sinh. Giá này giá một lần nha cô chú anh chị. Nếu mình chưa đủ tài chính có ngân hàng cho vay trả góp dài hạn nữa. Nên kênh Nhà Đẹp Kim Thủy là chia sẻ rõ về cái giá rồi. Cũng như vị trí căn nhà mình á, hướng từ chợ Bình Chánh vào đường Đinh Đức Thiện đến vừa qua khu thị năm sau đến ngã tư Phước Lý là đến căn nhà của mình. Với không gian nhà mình ha, không gian nào cũng đó, với cách bố trí nhà mình, sân trước thì đậu ô tô, phòng khách, phòng bếp thì thoáng, đường ô tô đến nơi thì chắc chắn rồi. Còn nơi ở của mình đông hết, cô chú và anh chị khỏi lo, không có sợ vắng vẻ bị buồn. Và với giá trị này là một trong những cái giá mà cô chú và anh chị tìm hiểu trên thị trường, trong cái giá rẻ luôn á. Vì với tầm phân khúc này nè, diện tích rộng nè, gần chợ Bình Chánh nè, thì với căn nhà này hôm nay đã có mức giá tốt lắm rồi. Cô chú và anh chị có còn một căn duy nhất thôi. Nhà Đẹp Kim Thủy mến chúc cô chú và anh chị sớm là chủ nhân cái căn nhà này. Nó dọc theo con đường nhà mình nè, nhà xây lên rất là nhiều luôn, ở rất là sung túc luôn. Đó, với cái hướng mà Đinh Đức Thiện đây, quốc lộ 1A, rồi mình di chuyển về tất cả các quận huyện như là đường Võ Văn Kiệt nè, Nguyễn Văn Linh nè. Đó, mình đi về trung tâm nó khoảng tầm 25 đến 30 phút à. Đường này đường thông luôn, nhưng cô chú anh chị thấy đường quá mát mẻ, dân cư thì ở vui nè. Đó, cô chú anh chị ơi, có cần góp ý gì trong những cái video mà Kim Thủy chia sẻ, Kim Thủy rất là mong cô chú và anh chị cho Kim Thủy một cái lời bình nha. Đó là những cái động lực, ý kiến đóng góp mà Kim Thủy ghi nhận để cố gắng phát triển những cái căn nhà bên Kim Thủy mỗi ngày. Và sắp tới công trình nhà mới còn nhiều lắm, cô chú và anh chị mình theo dõi, đăng ký kênh để mình chọn cho mình căn nhà phù hợp. Cô chú và anh chị đừng có ngại gọi Kim Thủy, vì Kim Thủy vẫn đón cô chú và anh chị lúc nào cũng được hết. Mình chỉ có anh em hỗ trợ Kim Thủy nữa, nên cô chú và anh chị thương cho Kim Thủy một cái nút like nè, và nhấc nó lên gọi Kim Thủy tư vấn nhà. Kim Thủy sẽ cố gắng hết sức và sẽ cho cô chú và anh chị những mẫu nhà đẹp nhất, phù hợp với nhu cầu của mình nhất ạ.